Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một vài cách chữa ho theo kinh nghiệm dân gian nữa nhé. Trước thì là đã có một cái số vài cách, thì hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bằng hoa đu đủ đực và quất để hấp mật ong. Thì đây, như các bạn đã nhìn thấy, đây là gì không ạ? Đây chính là hoa đu đủ. Nhưng mà hoa này chính là hoa đu đủ đực, và hoa đu đủ mà mọc thành chùm mà người ta gọi đó là hoa đu đủ đực, bởi vì nó không ra quả, hoặc là có một số hoa thì có quả thôi. Thì các bạn nhìn thấy hoa này có rất là đẹp và có một mùi thơm nhẹ khi các bạn dùng để hấp mật ong cho trẻ uống giống như siro, thì hiệu quả thì chữa ho cũng tương đối tốt. Bởi vì khi trẻ nhỏ thì các bạn nên dùng những cái kinh nghiệm dân gian trước, các bạn dùng hoa đu đủ đực và quất để các bạn hấp mật ong cho trẻ, thì có thể một số trẻ hợp với cái này và một số trẻ hợp với cái khác, thì các bạn có thể tham khảo cách của mình. Các bạn không nên dối chỉnh. Đây, bây giờ thì các bạn sẽ thử làm như thế này. Thì đối với những cái hoa đu đủ mà bắt đầu nở như thế này, thì các bạn sẽ hái ngắt những cái hoa này và các bạn sẽ để vào đây. Tiếp đến thì các bạn sẽ cho mật ong. Đây là mật ong, nhà mình chỉ còn một chút như thế này thôi. Và hôm nay mình chỉ xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm thôi, và mình sẽ không thực hiện. Đây, các bạn sẽ đổ mật ong vào đây sao cho ngập hoa, và các bạn sẽ hấp cái thủy. Có thể là các bạn sẽ hấp luôn một nồi cơm thì sẽ là tiện nhất. Thì sau đó thì các bạn sẽ lấy cái nước này, chúng ta không ăn hoa, chúng ta chỉ cần lấy nước này thôi, và các bạn sẽ cho trẻ uống ngày 2-3 lần, thì sẽ làm cho trẻ hết cơn ho và không, các bạn không phải dùng kháng sinh. Đối với trẻ nhỏ thì các bạn nên dùng những cái kinh nghiệm này trước khi dùng kháng sinh, bởi vì nếu như các bạn dùng kháng sinh thì sau này trẻ nhất định phải có kháng sinh thì mới khỏi. Thì những cái kinh nghiệm này cũng rất là tốt. Đây là quất. Thì quất thì các bạn hái ở trên cây. Đối với những cái quả cất mà nó vẫn còn nhỏ như thế này thì quả vẫn ra vẫn tương vỏ vẫn tương đối dày, thì các bạn sẽ cắt thành những cái lát. Đây thì các bạn sẽ cắt thành những cái lát mỏng như thế này, rồi sau đó có khoảng 3-4 quả. Sau đó các bạn cũng sẽ đổ mật ong. Và mật ong thì các bạn sẽ đổ đầy cái đổ ngập cái lượng quất mà các bạn dùng, và các bạn cũng đem hấp cách thủy. Sau đó các bạn sẽ cho trẻ uống giống như siro, thì cũng là một cách trị ho rất là tốt. Và mình hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn, và rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp, và cùng nhau chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm hơn nữa. Và có một vài cách, đó là dùng lá xương sông để dầm với giấm, nhưng thực ra thì mình không thích, bởi vì cái mùi nó tương đối gắt, và đối với trẻ nhỏ như vậy thì mình thấy dùng giấm thì sẽ không tốt lắm. Nhưng mà các bạn cũng có thể tham khảo. Và đây là những cái mẹo dân gian mà mọi người đã áp dụng và thấy là tương đối là hiệu quả. Mình xin chia sẻ cùng các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây, những chiếc hoa đu đủ rất là xinh như thế này thì cũng có thể có tác dụng trong việc chữa ho cho các bạn. Và rất mong nhận được sự chia sẻ đóng góp của các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chúc các bạn thành công và có thêm thật nhiều những cái kinh nghiệm hay nữa. Đây, những cành hoa đu đủ rất là xinh. Mà có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, dùng rất là an toàn và tiết kiệm, hiệu quả.
Xin chào các bạn. Chúc các bạn thành công.